Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận ở Nhật Bản đã gây ra tổn thất nghiêm trọng. Và trận sóng thần tiếp theo sau đó đã hủy diệt vùng Tohoku ở đông bắc Honshu, bên cạnh sự tàn phá khủng khiếp về tài sản và nhân mạng. Thảm họa thiên nhiên này còn dẫn đến thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Đây được coi là thảm họa hạt nhân tồi tệ thứ hai trong lịch sử, buộc hơn 100.000 người phải di rời. Trong sự cố, ba lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động tại nhà máy Fukushima đã dừng hoạt động thành công, nhưng nguồn điện dự phòng và hệ thống làm mát lại không hoạt động. Kết quả là lượng nhiệt dư khiến các thanh nhiên liệu trong cả ba lò phản ứng bị nóng chảy một phần. Khi các đội cứu hộ tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát, còn đất nước quay cuồng với trận động đất và sóng thần sau đó, thảm họa hạt nhân đã diễn ra âm thầm trong vài ngày. Bộ phim Những ngày sau thảm họa lấy mốc thời gian sau khi sự kiện đau lòng xảy ra. Nối tiếp theo đó là chuỗi ngày kinh hoàng đối với người dân Nhật Bản. Sự kiện đau thương này đã để lại một nỗi ám ảnh không thể phai mờ. Bối cảnh chính tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở tỉnh Fukushima, nơi vốn từng hãnh diện với thông điệp sử dụng năng lượng hạt nhân cho tương lai tươi sáng hơn, chỉ sau khi thảm họa xảy ra đã trở thành một nơi điêu tàn sơ xác, và bối cảnh phụ là những cuộc họp đầy tranh cãi của Bộ Nội các Nhật Bản lúc bấy giờ. Những người ngồi mát ăn bát vàng liên tục chỉ trích nhau và đùn đẩy trách nhiệm cho các bộ phận khác. Ngày đầu tiên sau khi thảm họa xảy ra, tại phòng điều khiển khi cơn địa chấn ập đến gây ra vụ nổ tại lò phản ứng số 1 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima, các thợ máy tháo nhau nằm xuống che đầu lại và nhanh chóng tắt hệ thống phòng máy nhằm đảm bảo không gây hư hỏng thiết bị. Không lâu sau khi cơn địa chấn qua đi, mọi người được yêu cầu sơ tán đến tòa cách ly địa chấn. Cũng may mọi người vừa mới diễn tập xử lý trong tình huống có động đất hay sóng thần. Giám đốc Yoshida xác nhận các lò phản ứng đã được dừng theo đúng quy trình và được làm mát nên cũng thấy yên tâm hơn. Không ngờ phòng điều khiển phát hiện nhiệt độ ở lò phản ứng hạt nhân số 1 và 2 đang giảm mạnh. Giám sát ca cho rằng do làm mát quá mức nên yêu cầu họ đóng van làm mát, đồng thời cho hai thợ máy đi kiểm tra máy phát. Các thợ máy tổ 4 bắt đầu nhận thấy mực nước của lò phản ứng hạt nhân số 4 có vẻ đang giảm nên cũng đề nghị nhân sự đi kiểm tra. Họ là hai thanh niên rất trẻ, chỉ ngoài 20 tuổi. Trước khi đi, một trong số họ, Kijihaza, tranh thủ gọi điện về báo tin bình an cho gia đình. Cả nhà còn đùa gọi nhờ anh mở lại điện, còn gì sướng hơn khi có người thân làm trong nhà máy điện hạt nhân kia chứ. Tại tòa nhà quốc hội, mọi người đang rất trông chờ vào câu trả lời của thủ tướng, mong ông đánh giá mức độ nghiêm trọng và quy mô thảm họa lần này. Tuy nhiên, do không nắm được tình hình nên thủ tướng đã tạm hoãn cuộc họp. Cùng lúc đó, phó chủ tịch của trung tâm ứng phó thảm họa khẩn cấp thông báo các nhà máy nhiệt điện ở ba tỉnh lân cận đã ngừng hoạt động, gây nên tình trạng mất điện diện rộng. Ấy vậy mà điều thủ tướng quan tâm lúc này chính là không được làm ảnh hưởng đến nguồn điện ở thủ đô, đồng thời phát lệnh tập trung ứng phó tình hình. Bên ngoài tòa nhà cách ly cao 30 mét so với mực nước biển, một đoàn cư dân và các thợ máy đang nối đuôi nhau di chuyển đến nơi an toàn. Trong số đó, ba công nhân đang trên đường đến khu di tản. Họ nhìn ra biển và phát hiện ngọn sóng cao hơn 10 mét đã đập vào nhà máy Fukushima. Nước tràn qua con đê biển bao quanh nhà máy, làm ngập nhà máy điện và làm sập các máy phát điện khẩn cấp. Thời khắc sinh tử đến, họ chỉ còn biết cắm đầu quay lại và giành giật mạng sống với cơn sóng thần. Nó quét sạch mọi thứ và gần như nuốt chửng cả sự sống của người dân nơi đây, phá hủy hệ thống máy phát điện diesel dự phòng tại các nhà máy điện hạt nhân nằm ở vị trí cao hơn mực nước biển 10 mét. Theo lệnh của giám đốc nhà máy, Kijihaza cùng một đồng nghiệp xuống tầng B1 kiểm tra hoạt động của các lò phản ứng. Tuy nhiên, khi đến nơi, nước biển từ cơn sóng thần đột nhiên tràn vào trong, và khi mực nước dâng lên, độ mặn đã khiến các thiết bị điện bên trong bị chập mạch. Cả hai cố dắt díu nhau chạy trở ra, nhưng lúc leo lên cầu thang thì làn nước đánh bật cánh cửa đẩy họ trở lại. Đối mặt với thảm họa thiên nhiên mới thấy được mạng sống con người thật sự nhỏ bé. Hai thợ máy ở tổ 1 và 2 vào đến thang máy, nào ngờ cũng bị mắc kẹt, cánh cửa được làm bằng kính cường lực nên rất khó phá vỡ. Đang loay hoay cầu cứu thì qua khe cửa, họ kinh hoàng khi nhìn thấy cơn sóng cuồn cuộn ập đến. Chỉ trong vài giây, mọi thứ đều bị nhấn chìm. Bên những tòa nhà khác cũng không tránh khỏi cơn thảm họa từ thiên nhiên. Anh thợ máy cố gắng ngẩng đầu cao hơn mực nước, hít lấy những làn oxy sinh mạng đầy quý giá. Cũng may khe cửa có kẽ hở nên sau khi cơn sóng thần đi qua một thời gian, khối lượng nước bên trong thang máy cũng tràn ra ngoài, nước rút để lại một đống đổ nát. Hai anh thợ trong thang máy tạ ơn trời vẫn bình an vô sự. Những công nghệ thiết bị tiên tiến đến đâu cũng không thể chống lại được sự tàn phá của tự nhiên. Lúc này nước mặn không những làm chết đi sinh mạng biết bao người, mà còn làm chết đi cả hệ thống máy phát điện và máy phát diesel khẩn cấp. Văn phòng chính phủ lo nếu thiếu điện sẽ gây ra hỗn loạn lớn tại thủ đô. Lúc này ông phát biểu về việc cho mở lại nhà máy điện để trấn an dư luận thì nhận được cảnh báo khẩn cấp. Nhà máy Fukushima đã mất toàn bộ điện năng do trận động đất và sóng thần. Thủ tướng cáu gắt muốn biết các lò phản ứng hạt nhân đã được làm mát hay chưa. Tuy nhiên, mọi điều diễn ra ở đó vẫn còn rất mơ hồ, tất cả phải đợi tin từ trung tâm ứng phó thảm họa báo cáo tình hình mới biết được. Đây là lần đầu tiên nước Nhật gặp phải thảm họa kép với mức độ nghiêm trọng đến vậy, thế nên từ các chuyên gia cho đến cấp ban quản lý đều phải dở sách tìm cách để ứng phó tình hình. Do vẫn chưa nhận được báo cáo về việc rò rỉ phóng xạ nên phía chính phủ đã trấn an người dân, nói rằng họ vẫn an toàn.
các nhà nghiên cứu tích cực rà soát tài liệu mà vẫn không tìm thấy kịch bản nào phù hợp. Thủ tướng Nhật đứng ngồi không yên liên tục hỏi thăm tình hình thực tế tại khu vực, thế nhưng chuyên gia báo cáo chỉ lấy thống kê và tài liệu ra trả lời. Hỏi ra mới biết ông ấy học chuyên ngành kinh tế nên hoàn toàn không biết gì về nguyên lý và cách xử trí các vấn đề của lò phản ứng hạt nhân. Lúc này do mất điện nên các thợ máy không thể giám sát được tình hình xảy ra trong lò phản ứng. Họ đã quyết định đánh công văn khẩn yêu cầu chính phủ gửi máy phát điện và xe cứu hỏa đến. Hy vọng bơm nước từ xe cứu hỏa vào để làm mát lò phản ứng. Xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima mọi thứ vẫn tối om như mực. Không có điện nên không một thiết bị nào hoạt động. Trong cái khó ló cái khôn, các kỹ thuật viên nghĩ ra cách dùng thử hai pin ô tô nối trực tiếp với máy đo mực nước. Tuy nhiên cách làm này lại lấy pin từ xe ô tô của các nhân viên khác khiến họ mất đi cơ hội duy nhất trở về nhà, không thể ngồi im chờ đợi trong tình huống cấp bách này. Giám đốc lò phản ứng hạt nhân đã ra lệnh cho một số thợ máy phải hành động để họ xuống kiểm tra máy bơm và mở van ống phun nước làm mát động cơ. Tại trung tâm ứng phó phản ứng hạt nhân, lần đầu tiên xảy ra tổng giám đốc sở tuyên bố tình trạng khẩn cấp, các xe viện trợ không chạy vào khu vực do đổ nát. Hiện tại hình thức liên lạc duy nhất của họ là 6 chiếc điện thoại vệ tinh, hệ thống hỗ trợ phản ứng khẩn cấp cũng không dùng được do mất điện. Thay vì sơ tán các cư dân gần đây, chính phủ lại yêu cầu người dân ở nguyên vị trí hiện tại. Rõ ràng họ không nắm được tình hình nên đưa ra tuyên bố khẩn cấp nhằm đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Phía chính phủ gặp khó khăn khi phải đối mặt với hàng trăm câu hỏi mà họ không thể trả lời. Mọi thứ giờ phút này chỉ còn biết chờ đợi bên hiện trường cung cấp thông tin. Thế nhưng bản thân giám đốc nhà máy và già nhân sự cũng gặp phải áp lực không kém. Cuối cùng tổ 1 đã quyết định cử hai thợ máy đi kiểm tra tình hình. Bước vào con đường dẫn đến lò phản ứng, điều đầu tiên họ lo sợ chính là sóng thần sẽ bất ngờ xuất hiện. Rất nhanh họ được trấn an rằng bên ngoài đã có người canh gác. Chỉ cần thấy dấu hiệu sẽ cảnh báo ngay, hai thợ máy nhìn nhau rồi nói đùa rằng hy vọng người canh gác tinh mắt, câu nói tưởng như đùa nhưng lại là thật. Nếu báo cáo chậm họ sẽ không đủ thời gian để thoát khỏi đây, ban đêm trên tầng thượng tối om thật sự khó quan sát, đã vậy tiếng sóng cùng sức gió lại rất mạnh. Họ tiến sâu vào lò phản ứng thì nghe máy báo động kêu liên hồi, lượng phóng xạ đã rò rỉ ra cực cao. Họ lập tức quay đầu bỏ chạy và vui mừng vì trở lại an toàn, với mức độ phóng xạ hiện tại có lẽ mọi người chỉ trụ lại được vài giờ. Một nhóm khác đi kiểm tra thử xe mực nước còn lại trong lò phản ứng số 1, đến nơi họ phát hiện dưới chân toàn là bùn và cá chết. Vừa mở cửa vào trong một cơn chấn động nhẹ xuất hiện, họ trấn an nhau rằng dù sóng thần đến vẫn đủ thời gian thoát ra ngoài. Dường như ở những tình cảnh này lời động viên chính là liều thuốc an thần tốt nhất dành cho họ. Mọi người cùng chung tay mở van làm mát đầu tiên trong tổng số 6 van làm mát tại tòa lò phản ứng. Cũng nhờ sự liều lĩnh của đội thợ máy dấn thân vào vùng nguy hiểm, họ cũng đã quan sát được mực nước của lò phản ứng đang có dấu hiệu dâng lên. Văn phòng chính phủ nhận được tin báo khẩn cấp, dự kiến 9 giờ 40 phút tối nước làm mát trong lò sẽ cạn kiệt, nhiên liệu hạt nhân trong lò sẽ giảm vào khoảng 10 giờ 20 phút đến 11 giờ 50 phút, nghĩa là họ chỉ còn 2 giờ để ứng phó tình hình và chỉ trong chưa đầy 1 giờ số nhiên liệu hạt nhân sẽ rò rỉ hết ra ngoài môi trường, thời gian thật sự quá gấp rút. Bây giờ lại đang lúc nửa đêm, trong khi sáng nay họ vừa yêu cầu các cư dân nên ở nhà, liệu bây giờ phát lệnh di tản khẩn cấp có gây ra sự hỗn loạn hay không? Thủ tướng suy nghĩ một lúc bèn đưa ra quyết định, lập tức đưa nguồn điện đến hỗ trợ Fukushima. Mặc dù một van làm mát đã được mở nhưng liều lượng phóng xạ vẫn tăng để tránh rủi ro nếu không khí bị nhiễm phóng xạ. Người dân sống trong bán kính 20 km được yêu cầu phải di rời ngay trong đêm. Giám đốc nhà máy đành cấm các thợ máy vào tòa nhà phản ứng để bảo vệ sự an toàn của họ. Do bị ảnh hưởng bởi trận động đất và sóng thần nên địa hình cũng là một yếu tố gây cản trở cho đội xe cứu hỏa, khiến họ không thể đưa xe tiến vào khu vực. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì các thợ máy nhận được tin công ty điện lực đã gửi máy phát điện cao áp đến. Đây không còn là cuộc đua trí tuệ hay công nghệ nữa, mà chính là cuộc đua giữa thời gian cùng tử thần, tưởng chừng như việc có máy phát điện sẽ giúp ích được. Nào ngờ công suất máy phát điện tự động quá lớn sai điện áp với lò phản ứng hạt nhân, muốn sử dụng được trước mắt cần phải tìm cách giảm áp. Tại hiện trường có khoảng hơn 70 bảng mạch, nhưng một số đã bị nước mặn nhấn chìm do cơn sóng thần vừa qua. Việc nối dây vào bảng mạch kích hoạt máy phát điện cũng trở thành một việc vô cùng khó khăn. Giám đốc nhà máy nhìn lên đồng hồ bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yên. Trong đêm tối những thợ máy chăm chỉ mò mẫm từ đống đổ nát, may mắn cũng đã mỉm cười khi họ tìm thấy bảng mạch đầu tiên, tuy nhiên do máy phát điện di động không vào được đến nơi. Vậy thì cách duy nhất có thể làm là dùng tay chạy cáp nối biến áp đến bảng mạch, khoảng cách hơn 200m vừa xa mà sợi cáp lại vừa nặng, đã vậy trong đêm tối kèm theo địa hình bất lợi. Kết quả một sự cố không may đã xảy ra, họ phát hiện trong đoàn có hai người mất tích nên bắt đầu tản ra tìm, một thợ máy cho chiếu đèn công suất lớn xuống nước. Quả nhiên có người đã rơi xuống miệng cống. Nguyên nhân do sóng thần ập đến và cuốn trôi nắp cống, nước lại tràn ngập thế kia khiến việc quan sát đường đi cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Rất nhanh sau đó họ cũng tìm thấy người thợ máy thứ hai, bất chợt rung chấn xảy ra khiến mặt đất rung chuyển, tình thế sẽ rất bất lợi nếu họ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Thế là kế hoạch chạy cáp bằng tay thất bại, giám đốc Yoshida cũng hết cách đành đồng ý cho các thợ máy dừng lại.
Lúc này áp suất thùng lò phản ứng hạt nhân số 1 đã tăng lên 600, điều đó chứng tỏ IC làm mát không chạy nữa. Theo giám sát ca tường thuật lại, 8 giờ trước khi nhận được lệnh kích hoạt hệ thống làm mát, anh đã đóng mở hệ thống nhiều lần. Sau khi cúp điện, hai nút đèn cũng bị tắt nên không có cách nào biết hệ thống đang mở hay đóng. Nếu áp suất tiếp tục tăng thì chẳng mấy chốc thùng lò sơ cấp sẽ bị thủng trong vài giờ tới, chất phóng xạ sẽ phát tán khắp nơi. Ngoảnh lại áp suất đã đạt đến con số 620, mọi người bắt đầu run rẩy. Giữa lúc này, giám đốc nhà máy Yoshida đề nghị mở một van vận hành động cơ để thông gió làm mát lò phản ứng. Để xác nhận xem điều này có khả thi không, mọi người lại lật sách hướng dẫn sử dụng ra đọc. Phía thủ tướng cũng được giải thích tường tận, việc thông gió giúp phóng xạ lọc qua nước trước khi bị thải ra khí quyển, điều này sẽ làm giảm lượng phóng xạ thải ra. Tuy nhiên, lượng phóng xạ thấp không có nghĩa an toàn cho mọi người, nhất là các nước láng giềng sẽ kịch liệt phản đối và than phiền vì bị ảnh hưởng của phóng xạ. Hơn nữa, đây là phương pháp mới trên thế giới này chưa ai từng thử qua, thủ tướng cần nắm bắt chuyên môn để trả lời trước người dân. Nên ông đã họp với các chuyên gia trong lĩnh vực hạt nhân xác nhận mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một khi thùng lò bị thủng, ta sẽ không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn. Và hậu quả xảy ra sẽ không một con người nào có thể chịu đựng được. Thủ tướng đề nghị phía nhà máy cho thông gió ngay lập tức. Nhưng cách này vô cùng nguy hiểm vì cần phải liều lĩnh tính mạng của thợ máy vào tòa nhà mở van bằng tay. Đứng trước sự kiện đó, phía Quốc hội phải thông báo rõ ràng kế hoạch cho người dân nắm được tình hình. Ấy vậy mà người đại diện Quốc hội phát biểu lại loạn ngôn, nhầm lẫn vị trí thông gió và thời gian bắt đầu kế hoạch. Trước sự vô dụng của họ, thủ tướng quyết định đích thân đến Fukushima một chuyến. Việc này có thể sẽ gây nguy hiểm cho bản thân, nhưng ông không chấp nhận ngồi yên như bù nhìn rồi trả lời trước tính mạng người dân bằng hai từ không biết. Phía phòng điều khiển, giám sát ca bắt đầu chọn 3 đội cảm tử quân xông pha vào mở van trong lò phản ứng, những cánh tay tình nguyện giơ lên. Họ chấp nhận đồng hành cùng giám sát đến khi hoàn thành xong nhiệm vụ. Tuy nhiên, một vài người hy vọng giám sát có thể ở lại để tiếp tục chỉ đạo vận hành. Còn giám sát ca thì không muốn cử những thợ máy trẻ tuổi đi, bởi phía sau họ còn cả một tương lai tươi sáng. Những thợ máy già cũng đồng tình với quan điểm này. Rất nhanh, giám sát đã chọn ra được 6 thợ máy và chia họ làm 3 đội lần lượt dấn thân vào tòa nhà lò phản ứng. Tuy đã tìm ra được phương hướng khắc phục sự cố, nhưng họ vẫn còn nỗi lo về các trang bị bảo hộ tại trụ sở. Nếu chẳng may hết mặt nạ chống độc thì sao? Đang căng như dây đàn lại còn phải tiếp chuyện thủ tướng. Giám đốc Yoshida tỏ ý từ chối, nhưng điều này sẽ khiến ông bị nghi ngờ cố ý che giấu sự cố. Không lâu sau, thủ tướng đã dùng phi cơ riêng đáp xuống thành phố Fukushima. Tại lối vào tòa nhà cách ly địa chấn, mọi người tất bật kiểm tra độ phóng xạ của từng công nhân. Thủ tướng bất chấp mọi lễ nghi xông pha vào trận mạc như đi đánh giặc. Ông không một chút thông cảm mà chỉ trách mắng mọi người vô tích sự, cái gì cũng không biết, cho đến khi Yoshida vào và giải trình cho ông hiểu về cách thức thông gió. Các thợ máy sẽ phải mở van ở tầng 2 đi bộ qua tòa nhà lò phản ứng xuống hầm, sau đó đi vòng quanh lò phản ứng mở thêm van AO. Lượng phóng xạ ở đó tầm 300, dù họ có rời đi ngay lập tức cũng không tránh khỏi việc bị phơi nhiễm, càng không biết họ có thể quay về không. Trước sự việc vô cùng nguy hiểm đến tính mạng, Yoshida khẩn thiết xin cho đội cảm tử thêm thời gian chuẩn bị dụng cụ bảo hộ. Thủ tướng hiểu ra vấn đề nên cũng chấp nhận, sau đó lên phi cơ rời khỏi Fukushima. Di tản cư dân xong, Yoshida gọi cho giám sát tổ máy 1 để họ bắt đầu thực hiện kế hoạch thông gió. Đội 1 trang bị đồ bảo hộ cẩn thận rồi cùng nhau di chuyển dưới nền nước. Vào đến bên trong, máy báo liều bức xạ cao hơn dự kiến, vậy nên họ càng phải tăng tốc độ đến tiếp cận van làm mát càng sớm càng tốt. Lúc bấy giờ, tại văn phòng của Phó Cục Nông nghiệp An toàn và Hạt nhân, ông dự đoán được tình trạng ở Fukushima nếu không kịp giảm áp các lò phản ứng. Thùng lò sơ cấp sẽ bị thủng vào 11 giờ tối hôm nay, điều đó dẫn đến việc giải phóng một lượng lớn chất phóng xạ ra ngoài và bao trùm mọi ngóc ngách nhà máy. Bất chợt, ông liên tưởng đến tai nạn năm 1999 nên mở hồ sơ nạn nhân năm đó ra xem. Chỉ một tháng sau khi xảy ra tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Tokaimura, nạn nhân nhiễm phóng xạ cao nhất thế giới mang trên mình những vết bỏng bao phủ toàn bộ cơ thể. Chúng liên tục rỉ máu và khiến anh ta đau đớn. Sau 80 ngày phơi nhiễm, cuối cùng anh ta cũng phải lìa khỏi thế gian. Quay trở lại hiện tại, bên trong tòa lò phản ứng tổ 1, đội thợ máy số 1 đi qua dãy hành lang tối om. Họ hít một hơi thật sâu, sẵn sàng mở cánh cửa tiến vào trong vị trí đặt lò hạt nhân. Khi tìm thấy chiếc van cần mở, cả hai phải cố sức mở nó ra bằng tay. Phần trăm của nó được nhích từ 5 rồi dần dần tăng lên theo nỗ lực của cả hai thợ máy. Khi đạt đến 20% cũng là lúc họ cảm thấy an toàn và vui mừng quay trở lại. Đội 1 hoàn thành nhiệm vụ với chỉ số phơi nhiễm phóng xạ 25. Giám sát ca báo tin thắng lợi cho giám đốc biết, đồng thời cảnh báo áp suất hiện tại trong lò phản ứng đã đạt đến 840. Đội 2 cần nhanh chóng di chuyển vì hiện không còn nhiều thời gian, chưa kể chặng đường đến van AO dài hơn, chỉ sợ đội 2 chưa mở được van thì mạng cũng hẹo mất. Dù rất sợ nhưng không còn cách nào khác, chỉ đứng ngoài cửa thôi. Lượng bức xạ đã đạt đến 500, lúc này họ chỉ đành tự trấn an lẫn nhau, đã vào đến đây rồi không thể quay lại. Cả hai cố gắng đi thật xa nhất có thể, nào ngờ máy báo động kêu lên dữ dội, liều kế đã đạt mức tối đa, nếu đi tiếp chẳng khác nào tự bước vào cửa địa ngục. Tuy nhiên, nếu quay lại chẳng phải quá hèn nhát hay sao?
một người trẻ tuổi hơn quyết định dù có chết vẫn phải lao vào trong, cả hai trèo kéo xô đẩy nhau rồi đành chấp nhận quay về. Nhiệm vụ thất bại còn mang trong người độ phơi nhiễm gấp 4 lần đội 1, nhưng điều đáng trân trọng ở đây là họ không bị trách mắng. Ngược lại, giám đốc vô cùng thấu hiểu cho hoàn cảnh họ vừa trải qua, ông an ủi và cảm ơn cả hai đã chọn cách quay về, đồng thời cho họ rời khỏi phòng điều khiển để đến trung tâm chữa trị. Lúc này mức phóng xạ tăng cao, liều kế trong phòng cũng bắt đầu có chiều hướng xấu. Các nhân viên cấp dưới trẻ tuổi lo lắng không còn đường trở về nên xin được rời khỏi phòng điều khiển. Nhưng giám sát ca nói rằng nếu rời khỏi đây là quay lưng lại với cả nhà máy và cả Fukushima, người dân đang hy vọng ta có thể làm điều gì đó để họ yên tâm. Đồng bào cả nước đang theo dõi ta từng phút từng giây, ông cúi đầu thành khẩn xin họ hãy ở lại, lấy danh dự mình ra đảm bảo nếu không ổn sẽ cho mọi người rời khỏi đây. Hai thợ máy nhiễm phóng xạ nặng nhanh chóng được đưa đến trung tâm, vì thiếu người nên cần hai thợ máy tình nguyện thay thế vào phòng điều khiển hỗ trợ. Rất nhanh đã có hai người trẻ và tài giỏi xung phong, vì họ tin mình hiểu công việc ở tổ một hơn ai hết. Anh cùng một đồng nghiệp vui mừng thu xếp dụng cụ bảo hộ, trước khi đi nghe nói có người đưa ra ý tưởng nối máy nén với đường ống tạo áp lực từ bên ngoài để mở van từ xa. Về lý thuyết việc này có thể xảy ra, tuy nhiên thực tế như thế nào thì không ai dám chắc chắn. Hai thợ máy mới đến xin được thay thế vào mở van AO, vì họ là người hiểu rõ lò phản ứng hạt nhân số 1 nhất. Từ lúc làm thực tập sinh đến khi ra trường họ đã theo phục vụ nhà máy hơn 10 năm, đây cũng là lúc họ cần phải làm gì đó để giữ gìn nơi này. Không còn lựa chọn nào khác, giám sát ca đành đồng ý, cả hai quyết định không đem máy đo khảo sát buồng ion. Chỉ cần bớt thêm được 1 gam trọng lượng cũng giúp họ giảm đi gánh nặng mà chạy nhanh hơn. Bên ngoài, hai thợ máy bị nhiễm phóng xạ cao được đưa vào phòng khử nhiễm tắm rửa, nước vào đến đâu da thịt họ đau rát đến đó. Ấy vậy khi trở ra kiểm tra lại độ nhiễm của họ vẫn còn rất cao, do vậy họ phải thực hiện theo yêu cầu của nhân viên y tế tắm kỹ thêm một lần nữa. Đội cảm tử thay thế vừa vào tòa lò phản ứng chưa lâu, giám đốc đã lập tức gọi báo tin ngăn họ lại. Giám sát ca không biết rõ sự tình như thế nào nhưng vẫn cố đua vào trong. Hóa ra mọi người quan sát bên ngoài và phát hiện có khói trắng nhả ra từ ống khói lò phản ứng hạt nhân số 1. Có lẽ áp suất giảm nên khói trắng chính là hơi nước bốc lên từ lò phản ứng. Họ vui mừng vì máy nén đã hoạt động, kế hoạch thông gió của mọi người đã thành công. Nghe đến đây ai nấy cũng đều cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Tại mặt tiền tòa tua bin, mọi người vẫn đang tích cực dọn dẹp đường để xe cứu hỏa chạy đến. Sau khi mọi thứ đâu vào đó, lực lượng cứu hỏa chuẩn bị quá trình phun nước, tìm đầu vào nước và nối ống cho việc bơm nước ngọt làm mát lò phản ứng. Theo lý thuyết nếu thùng lò nguội thì tình hình đã được kiểm soát, thế nhưng thực tế lượng nước ngọt cũng không còn nhiều. Yoshida nói với chỉ huy đội cứu hộ rằng có thể bơm nước từ biển vào bồn chứa trên xe, rủi ro là nếu có sóng thần xảy ra cả đội cứu hỏa cũng sẽ bị cuốn đi mất. Chỉ huy đội cứu hỏa không ngần ngại đáp, cả gia đình anh hiện đều ở Fukushima nên anh sẽ cố gắng hết sức mình hỗ trợ. Không ngờ dư chấn lại tiếp tục xảy ra, mọi người hốt hoảng lấy mặt nạ đeo vào, nghe tiếng nổ lớn không rõ từ đâu. Một thợ máy bên ngoài chạy vào nói tầng 5 của tòa chứa lò phản ứng số 1 đã biến mất. Yoshida ngờ ngợ về viễn cảnh kinh khủng có thể xảy ra. Nhưng ông vẫn nhất quyết chạy ra ngoài để tận mắt chứng kiến điều ông đang hoài nghi, không ngờ các phân tử hạt nhân đã bay khắp nơi trong không khí. Thợ máy thay phiên nhau thu dẹp tàn của vụ nổ vừa rồi, họ dùng băng keo bịt hết các khe cửa lại, một số nhân viên bị thương dìu dắt nhau tìm nơi cầm máu. Vụ nổ đầu tiên đã làm sập tòa nhà bao quanh lò phản ứng hạt nhân số 1, dù vỏ bọc thép của nó vẫn còn nguyên vẹn. Thủ tướng xem tin thời sự thì biết được tại Fukushima vừa ghi nhận có một cột khói lớn bốc lên. Vụ nổ đã lên tới TV mà người ở hiện trường còn phải xác minh lại xem thực hư như thế nào. Một lần nữa, thủ tướng lại vô cùng bất mãn liên tục trách móc thuộc cấp vô tích sự. Ông đâu biết được hiện tại Fukushima là một mảng trời tan tác đầy đau thương. Bức xạ đã nhiễm khắp nơi, vòi phun nước cũng bị hỏng không thể bơm nước được nữa. Thùng lò sơ cấp đã bị phơi nhiễm, nếu không sớm khắc phục nó sẽ thủng lỗ và thải phóng xạ vào khí quyển. Đội cứu hỏa muốn dọn sạch đất đá chia ra hai đường nước ngọt và mặn làm mát lò, nhưng Yoshida cảnh báo rằng đất đá hiện cũng đã nhiễm phóng xạ. Do đó, việc di rời hãy để họ làm vì họ cũng cần chịu một phần trách nhiệm, nếu chia hai đường nước lúc này sẽ mất rất nhiều thời gian. Yoshida đề nghị đội cứu hỏa hãy tập trung 100% vào việc hút nước mặn để làm mát lò phản ứng. Cuối cùng, đội cố vấn cũng đã có được một câu trả lời chính xác cho thủ tướng. Cột khói kia là hậu quả cho vụ nổ hydro từ tòa nhà chứa lò phản ứng. Tình hình thiếu điện hiện tại ngày càng trầm trọng, thế nên phía điện lực đề nghị thủ tướng thông qua kế hoạch cắt điện thủ đô. Không ngờ đề nghị này lại gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội, nếu cắt điện phía bệnh viện và các bệnh nhân đang thở máy phải làm sao? Tại sao điện lực không yêu cầu các tập đoàn lớn tiết kiệm lại đi? Nếu như việc này khiến các bệnh nhân đang điều trị không may tử vong thì bên điện lực sẽ phải chịu hết trách nhiệm. Tuy nhiên họ không biết rằng nếu như mất điện hết thì kết quả còn đáng sợ hơn. Giám đốc Yoshida chợt nảy ra một ý tưởng mới. Ở trước cửa tòa nhà có một hố van rửa ngược, cơn sóng thần vừa rồi đã lấp đầy nước đọng lại trong hố van đó, chỉ cần hút nước biển ở đó thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Thông tin Yoshida phối hợp cùng đội cứu hỏa dùng nước biển làm mát lò phản ứng hạt nhân được truyền đến tai thủ tướng.
nhưng Bộ Nội các lại lo rủi ro tạp chất trong nước biển sẽ làm hỏng lò phản ứng, khi đó tai nạn qua đi thì việc tái sử dụng lại lò cũng trở nên khó khăn. Vì vậy, Cục Phó Trung tâm Khẩn cấp Quốc gia đã ra lệnh buộc Yoshida ngừng việc bơm nước mặn, phải sử dụng hết lượng nước ngọt dự trữ rồi mới được tính đến phương án tiếp theo. Dù biết sự việc an toàn nhưng nếu chẳng may xảy ra biến cố, ông sẽ lại bị họ đổ lỗi. Đứng trước quyền uy của cục phó, một giám đốc nhà máy tư nhân như Yoshida chỉ còn biết chịu đựng làm theo. Tuy nhiên, ông đã có tính toán riêng của mình. Trước cuộc họp, ông yêu cầu các nhân viên ngừng việc bơm nước mặn theo ý của Trung tâm Khẩn cấp Quốc gia. Nhưng sau lưng, việc bơm nước mặn vẫn đang diễn ra rất thuận lợi, áp suất trong lò đã giảm đi đáng kể. Lúc này Yoshida mới cảm thấy bản thân mình sống có ý nghĩa. Nếu còn sống sau trận đại nạn này thì dù có bị trách phạt, ông cũng sẵn sàng đón nhận. Ông tin vào đầu óc phán đoán của mình và từ giờ sẽ tự quyết định mọi thứ. Song song với việc xử lý đại họa, phía nhân viên xã hội còn phải đến nhà Kijihaza để trình bày cho gia đình biết con trai họ đã mất tích sau trận sóng thần cao hơn 10 mét. Hai từ mất tích có thể để xoa dịu nỗi đau của gia đình, nhưng phía người thân nạn nhân vẫn tin và hy vọng con trai họ sẽ trở về. Đến giờ phút này, mọi người kiểm tra lại thì phát hiện mực nước không dâng lên. Vậy là quá trình bơm nước bao lâu nay trở thành công cốc vì nước không chảy vào trong lò. Theo báo cáo thì áp suất tại van SR phía Bắc đã đạt 300 MPa, còn van AO ở phía Nam đang nằm ở ngưỡng 100 MPa. Nếu cứ đà này 20 phút nữa, chúng sẽ sản sinh liều bức xạ bằng giới hạn của cả năm cộng lại. Tình hình cho thấy tiếp cận van AO sẽ dễ hơn so với van SR, nhưng điều mọi người lo sợ rằng liệu có thể xảy ra một vụ nổ hydro nào khác hay không. Yoshida thật sự ám ảnh bởi vụ nổ đó. Nếu chẳng may lúc đang ở gần van áp suất mà tòa lò phản ứng nổ hydro một lần nữa thì chỉ có nước bỏ mạng. Nhưng đây đã là cách duy nhất họ có thể làm ngay lúc này. Hai thợ máy bắt đầu mang trang bị bảo hộ rồi đặt chân vào vùng ranh giới bức xạ cao ngất ngưỡng. Lúc tưởng chừng đã tiếp cận được van AO rồi, nó chỉ còn cách đâu đó chừng vài mét nữa thôi. Không may, sức nóng từ lò phản ứng phát ra khiến đôi giày của các thợ máy nóng chảy. Với đà này, dù cho có đến gần cũng chưa chắc còn mạng để mở van. Do đó, cả hai đều quyết định hủy bỏ nhiệm vụ, nhanh chân quay về. Giám đốc nhà máy biết tin cũng không trách họ, còn khen họ đã có quyết định đúng đắn. Gương mặt ông thoáng toát lên vẻ buồn phiền mệt mỏi. Một lúc sau, ông nhận được cuộc gọi của Trung tâm Khẩn cấp Quốc gia. Họ hỏi việc bơm nước đến đâu rồi. Yoshida thông báo tình hình rằng việc bơm nước không thành công. Mực nước đã giảm xuống dưới các thanh nhiên liệu và chỉ tầm 2 giờ tới chúng sẽ tan chảy, gây nên một lỗ trên sàn của bình tích áp. Từ đó, nhiên liệu hạt nhân sẽ bị rò rỉ ra ngoài. Ô nhiễm phóng xạ quy mô lớn là không thể tránh khỏi. Nghe đến đây, Cục Phó Trung tâm Khẩn cấp Quốc gia quéo càng cua, yêu cầu bằng mọi cách phải mở được van SR để bơm nước ngay. Lại một nhiệm vụ khó nữa cho Yoshida. Ông lấy sơ đồ van SR trong lò phản ứng, ngẫm nghĩ một lúc rồi gọi Kinoshita đến. Van SR dùng điện 120V đúng không? Đúng. Vậy thì chúng ta có thể nối 10 bình ắc quy vào để cung cấp nguồn điện mở van từ xa không? Theo lý thuyết là có thể. Vậy thì bắt đầu làm thôi. Mọi người chia ra xin ắc quy của những ai đi ô tô đến trụ sở làm việc. Sau khi thu thập đủ, họ bắt đầu quá trình nối điện 1205 từ các bình ắc quy vào nhau. Tuy công suất thấp nhưng do là điện một chiều nên phải hết sức cẩn thận, nếu giật là hẹo như chơi. Nối bình ắc quy xong, họ còn phải qua một quá trình nối dây cáp. Thật sự công việc vừa nguy hiểm mà lại rất vất vả, nhưng mọi người chẳng hề kêu ca hay đùn đẩy trách nhiệm cho ai. Đến khi mọi thứ đã hoàn tất, họ hồi hộp chờ đợi kết quả để rồi thất vọng vì ý tưởng đã thất bại. Đến đây, giám sát ca vẫn chưa bỏ cuộc mà yêu cầu họ thử lắp thêm một bình ắc quy vào. Yoshida tưởng như hết hy vọng nên đề nghị nhân sự trong khu vực ngừng làm việc chuẩn bị cho cuộc sơ tán khẩn CAP. Giữa lúc này có người báo van SR đã mở thành công. Việc kết nối 11 bằng bình ắc quy lại với nhau đã mang đến hiệu quả. Áp suất lò bắt đầu có dấu hiệu giảm. Yoshida vui mừng thông báo cho nhân sự tiếp tục làm việc. Các thợ máy lại có thêm động lực. Một bên bơm nước vào lò phản ứng hạt nhân số 2, bên còn lại lấy đường ống cấp nước cho lò số 3. Đội cứu trợ thiên tai đã bơm nước thành công vào lò phản ứng số 2. Nước đang tràn vào thùng lò. Lúc này phía trước tòa lò phản ứng số 3 có quá nhiều gạch đá vụn. Đường đi để xe cứu hỏa tiến vào khá khó khăn, phải mất rất nhiều thời gian họ mới đưa xe vào được. Tuy nhiên, chưa kịp nối ống nước thì đột nhiên một vụ nổ xảy ra. Tận xa phía tòa cách ly của Yoshida cũng cảm nhận được sự rung chuyển. Ông chạy ra ngoài xem và đúng thật điều ông lo sợ bất lâu đã xảy ra. Bên ngoài, các thợ máy mắc kẹt trong vụ nổ bị tổn thương khá nhiều. Già nhân sự trong xe cứu hỏa may mắn vẫn còn sống sót. Tuy nhiên, chiếc xe cứu hỏa đã bị hư hỏng nặng khiến nước chảy lênh láng. Một số chiếc khác thì không để máy được. Những người bị thương nặng do trận động đất bắt đầu dìu dắt nhau về trung tâm sơ cứu. Phóng xạ tại khu vực đang rất cao nên không thể ở lại lâu. Thủ tướng ngồi văn phòng chính phủ xem tin tức, thời sự đưa tin nhà máy Fukushima vừa xảy ra thêm một vụ nổ. Theo nhận định, vụ này xảy ra tại lò phản ứng hạt nhân số 3 và còn nổ lớn hơn vụ lần trước. Sao làm thủ tướng mà cái méo gì cũng đều biết sau cùng hết vậy, rồi lấy thông tin đâu mà trả lời trước người dân. Nghe đâu vụ nổ ấy đã khiến 40 người mất tích,
Thủ tướng tá hỏa vì lò phản ứng hạt nhân số 3 dùng nhiệt plutonium tính phóng xạ còn nhiều hơn cả uranium bị rò rỉ ở năm 1999. Có thể nói mức độ nguy hiểm hiện tại được nâng lên cấp độ 7, cấp độ cao nhất trong thang điểm đo lường của quốc tế. Việc này chưa xong, việc khác lại đến, nhiệt độ bể nhiên liệu tầng 4 đang tăng. Lò phản ứng ở tầng 4 vốn đã ngưng hoạt động và trở thành nơi dự trữ hơn 1.500 ống nhiên liệu đã được sử dụng, do đó lượng nhiên liệu hạt nhân lưu trữ ở đây còn cao hơn các lò khác. Có vẻ như bể chứa bị hư hại sau vụ nổ, nếu các ống nhiên liệu đó bị vỡ và thoát năng lượng ra ngoài thì lượng ô nhiễm phóng xạ sẽ tăng theo cấp số nhân. Giữa lúc lo lắng về số nhiên liệu dự trữ ở lò phản ứng hạt nhân số 4, Yoshida lại nhận được tin áp suất lò phản ứng hạt nhân số 2 tăng 100 MPa chỉ sau 1 giờ, thùng lò có thể vỡ bất cứ lúc nào. Đại diện Trung tâm Khẩn cấp Quốc gia trả lời trước các phóng viên rằng lượng phóng xạ hiện vẫn ở mức độ thấp, mọi thứ đang được kiểm soát chặt chẽ. Nhưng những người dùng mạng đủ tỉnh táo để tin rằng chính phủ đang che giấu sự thật, đồng thời đổ lỗi vụ nổ do hai nhân viên bị mất tích gây ra xong vì sợ chịu trách nhiệm nên bỏ trốn. Em trai Kirira lên mạng đọc được những lời bình luận và chỉ trích không hay về anh trai mình nên vô cùng tức giận. Hiện tại do số điện năng trong bình ắc quy đã cạn, thùng lò sơ cấp số 2 không được làm mát nên áp suất đã tăng lên 700 qua chỉ sau 1 giờ. Trải qua hai vụ nổ, tinh thần của già nhân sự nhà máy Fukushima thật sự bị giảm xuống. Họ đã chiến đấu liên tục trong hơn 80 giờ và chưa một giây phút nào ngừng cố gắng. Do đó khi chịu áp lực từ phía Trung tâm Khẩn cấp Quốc gia, giám đốc nhà máy đã dùng hết sức bình sinh xin họ đừng gây thêm cản trở. Một lúc sau, một vài thợ máy phát hiện có nước mặn đọng lại ở tòa tua bin lò phản ứng hạt nhân số 4, có thể đưa nước ở đó đến hố van rửa ngược và dùng nó làm mát lò số 2. Kế hoạch mở đường nhanh chóng diễn ra, xe cần cẩu bóc đất đá nhanh chóng tiến vào mặt tiền tòa số 4 dọn đường để xe cứu hỏa di chuyển thuận lợi. Nào ngờ lúc các thợ máy xuống tòa tua bin, họ phát hiện thẻ nhân viên và đồng phục của hai thợ máy mất tích, trong đó có một người là Kirira, do nước bị chiếu xạ quá mạnh nên hiện họ chưa thể lội xuống vớt xác. Vài giờ sau, bố của Kirira nhận được cuộc gọi từ nhà máy. Ông nghe xong nói lại với về rằng họ đã tìm thấy xác của con trai ta rồi, người vợ cố nén nỗi đau vào trong. Xem ra những con hạc giấy giờ sẽ mang một nhiệm vụ khác, không phải để đưa Kirira trở về mà để mang linh hồn cậu ấy thanh thản rời khỏi trần gian. Hai thợ máy ấy còn rất trẻ chi ngoài 20, giám đốc nhà máy nghe được tin này vô cùng đau lòng. Bao cảm xúc dồn nén bấy lâu đều được trút ra hết, phòng điều khiển tổ máy 2 báo cáo các thanh nhiên liệu ở đây đã bị phơi nhiễm. Yoshida tính đến việc điều động xe buýt đến để đưa họ ra khỏi vùng nguy hiểm. Ông gọi bằng điện thoại cá nhân cho cục phó Trung tâm Khẩn cấp Quốc gia, chấp nhận làm người đứng mũi chịu sào cùng các nhân viên lâu năm khác ở lại ứng phó tình hình, mong Trung tâm Khẩn cấp Quốc gia chấp nhận cho những nhân sự khác rời khỏi đây. Nửa đêm, thủ tướng nghe được tin này lập tức gọi chủ tịch Trung tâm Khẩn cấp Quốc gia đến cấm không cho rút lui. Mặc dù biết họ vẫn cho người ở lại vận hành nhưng thủ tướng vẫn không chấp nhận, ông đích thân đến trụ sở Trung tâm Khẩn cấp Quốc gia ngay trong đêm, ngồi trước màn hình tuyên bố không ai được phép rời đi, vì như vậy Trung tâm Khẩn cấp Quốc gia sẽ phải phá sản. Những người ngoài 60 tuổi hãy sẵn sàng ở lại chờ chết cùng nhau, cả ông cũng vậy, mong giám đốc và chủ tịch hãy một lòng quyết tâm. Trước những lời sáo rỗng ấy, Yoshida cởi quần ra gãi mông ngay giữa cuộc họp, tỏ ý khinh bỉ ông ta rồi yêu cầu tất cả tiếp tục quay lại vị trí làm việc. Chưa được bao lâu thì một cơn chấn động tiếp theo lại xuất hiện, lần này là do vụ nổ ở lò phản ứng hạt nhân số 4. Áp suất bể ngưng tụ hơi nước giảm xuống không, Yoshida bất chấp yêu cầu Trung tâm Khẩn cấp Quốc gia cho đội hiện trường được sơ tán. Vốn là người chỉ đạo của đội phòng chống đã duyệt ngay trước mặt thủ tướng, đội trưởng mỗi đội sẽ chọn người ở lại, những ai không được chọn được sơ tán về với gia đình. Đến đây chỉ còn biết trông cậy hết vào những người ở lại, có một người trẻ trong phòng điều khiển không muốn về, nhưng có thể quan sát được bàn tay anh ta đang run rẩy. Giám sát ca động viên cậu không được ở đây, bởi đất nước cần các cậu trong cuộc chiến dài để phục hồi. Ba chiếc xe buýt được điều động đến đưa đoàn nhân viên nhà máy rời khỏi khu vực nguy hiểm. Những nhân viên ở lại xin được gửi lời nhắn đến gia đình, người thân vẫn đang mong mỏi họ quay về, nhưng không một ai dám chắc rằng họ có thể giữ được mạng sống. Đọc những dòng phản hồi của gia đình, em tin anh sẽ trở về mà, bố ơi khi nào về hai bố con mình đi câu nhé. Đằng sau ai cũng đều có một gia đình có những người thân đang chờ đợi, nếu họ thật sự không thể quay về, liệu rằng người thân của họ sẽ ra sao? Bầu không khí bỗng nhiên nặng nề, để vực dậy tinh thần làm việc cho các thợ máy, giám đốc nhà máy Yoshida mời mọi người lấy những gì còn sót lại ra dùng. Có người nói đùa không biết bánh và nước có bị nhiễm phóng xạ không, giờ này còn ai quan tâm đến chuyện đó nữa chứ. Yoshida nói với họ rằng chúng ta không ở lại để chết. Chúng ta chỉ ở lại làm nhiệm vụ cùng nhau kiểm soát lò phản ứng và về với gia đình. Những gì họ làm được đều đã làm hết sức mình. Ngày hôm sau, do mức độ nhiễm xạ cao, trực thăng đưa tin không thể lại gần nhà máy. Xem đoạn clip Trung tâm Khẩn cấp Quốc gia cung cấp, vài chục người vẫn cật lực làm việc ở hiện trường. Lúc này tại trước sảnh tòa lò phản ứng, các thợ máy cố sử dụng xe cứu hỏa để phun nước nhưng lại không biết cách sử dụng. Việc bắt một thợ điện sửa ống nước quả thật là điều phi lý. Cũng do sự ấp úng của thủ tướng nên phía chính quyền Mỹ bắt đầu kêu gọi cư dân họ rời khỏi Nhật Bản,
đồng thời kéo theo cuộc di tản của công dân các nước khác. Hai sân bay trọng điểm của Nhật rơi vào tình trạng hỗn loạn, Thủ tướng không biết nước Nhật sẽ ra sao khi không thể kiểm soát được tình hình, làm sao duy trì được các cơ quan nhà nước trọng yếu, làm sao tái thiết đất nước. Một chuyên gia cho ông xem thử phạm vi nhiễm độc bức xạ, các khu trong vùng đỏ đều cách nhà máy Fukushima 170 km, bất cứ ai trong vùng đó đều sẽ chết. Việc tái định cư là bắt buộc trong tình huống này, vòng tròn màu vàng bao gồm các khu vực cách xa nhà máy 250 km, cư dân ở những khu vực này nên được sơ tán. Vì nó sẽ bị nhiễm phóng xạ trong vài thập kỷ tới, dân ở 3 tỉnh trong vùng vàng là Tokyo, Chiba và Kanazawa sẽ mất nhà cửa, khoảng 50 triệu người sẽ vô gia cư, vô số tập đoàn phải di rời. Nền kinh tế Nhật Bản bất động trong vài năm tới, đất nước bị chia cắt làm đôi giữa Hokkaido và Tây Nhật Bản, và từ đây Nhật Bản sẽ lụi tàn. Máy bay trinh sát bay về kể lại cho Thủ tướng nghe, đến vùng Fukushima liều bức xạ trong không khí là 247 mSv/giờ. Dù rất nguy hiểm nhưng ông nhất mực yêu cầu lực lượng phòng vệ phải đổ nước từ trực thăng xuống làm mát các lò phản ứng hạt nhân. Nhất quyết không thể để báo chí quốc tế gọi Nhật Bản là vùng đất hoang, phải chứng tỏ chính phủ làm chủ được tình hình. Nhưng nếu chẳng may trực thăng đang bay và một vụ nổ hydro khác xảy ra sẽ khiến trực thăng rơi và mọi chuyện lại càng tệ hơn, đây là hy vọng cuối rồi nên không còn cách nào khác. Phía lực lượng phòng vệ đành tuân thủ mệnh lệnh, rạng sáng họ cho trực thăng trinh sát đi kiểm tra lượng bức xạ rồi tính toán cho trực thăng tưới nước từ trên cao. Do không biết cách sử dụng xe cứu hỏa, Yoshida gọi cầu cứu Araki từ Cục An ninh Hạt nhân Nhật Bản, xin ông ấy hãy hướng dẫn cách thức đổ đầy bồn nước trên xe. Nhưng do hiện trường chỉ có 4 nhân viên làm việc trong tình trạng thiếu điện, Araki e rằng người lần đầu sẽ không thể làm thành công, dù có hướng dẫn tận tình cũng rất khó. Ông đề nghị Yoshida gửi đơn đề nghị Chủ tịch Khẩn cấp Quốc gia đồng ý cho ông đến hỗ trợ, nhưng Yoshida từ chối vì không muốn lôi ông vào rủi ro này. Sáng hôm sau, thời sự đưa tin thấy khói trắng bốc lên từ tòa lò phản ứng, có thể nước trong bể bắt đầu bốc hơi, điều này giải thích rằng mực nước đã dần cạn. Thủ tướng Nhật nối máy giải bày với Tổng thống Mỹ, bày tỏ rằng ông sẵn sàng dùng mọi biện pháp để kiểm soát tình hình. Thế nhưng phía Mỹ yêu cầu Nhật phải cung cấp toàn bộ thông tin liên quan, đồng thời họ sẽ cử một nhóm chuyên gia hạt nhân và tham gia vào các cuộc họp của Nhật. Mặc dù lượng khói lúc này đã giảm nhưng đó vẫn là một dấu hiệu xấu, đội hiện trường cố cả đêm vẫn không sử dụng được vòi bơm xe cứu hỏa. Cho đến khi Araki tự nguyện đến hỗ trợ, ông nói với Yoshida rằng ông làm điều này vì người thân ông cũng ở Fukushima, thế nên Yoshida không việc gì phải cảm thấy áy náy. Sau khi Araki chỉ đạo hiện trường, các thợ máy cũng đã khởi động được vòi bơm xe cứu hỏa, nhiệm vụ hiện tại là phải đưa được nó lên tầng 5 của tòa lò phản ứng. Khẩn cấp quốc gia báo bên họ có máy bơm để đổ bê tông trên tầng cao, ống bơm dài 50m có thể cao đến 15 tầng và sẽ lập tức gửi đến hiện trường. Thủ tướng không muốn Nhật mất mặt trước Mỹ nên lập tức cho trực thăng và tàu ngầm ra trận, trực thăng mang theo nước đến tiếp cận tòa lò phản ứng. Lúc này liều kế đã đạt đến gần 100, đây là một con số cực kỳ cao, trực thăng tưới nước xong nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Họ chỉ có thể bơm 2 lần như thế vào lúc 9 giờ 52 phút, liệu rằng bao nhiêu đó có đủ làm mát tòa lò phản ứng không? Xe cứu hỏa hiện giờ vẫn hoạt động tốt, theo thống kê mực nước đã dâng lên đúng như kế hoạch. Tổng thống Mỹ hài lòng với kết quả này nhưng vẫn không muốn hủy lệnh sơ tán, họ muốn công dân phải được an toàn cách xa nhà máy Fukushima với bán kính 80 cây số. 2 giờ qua lực lượng phòng vệ đã phun được 100 tấn nước, nghe tin này tòa nhân sự khẩn cấp quốc gia vỗ tay khen giỏi lắm, tốt lắm. Chưa kịp ăn mừng thì một trận động đất khá lớn xuất hiện, không may thang cứu hỏa bị sập thì có mà tèo cả đám. Lúc này phía đất liền truyền thông liên tục công kích chính phủ và chia rẽ mối quan hệ Mỹ-Nhật, họ cho rằng Mỹ không còn tin tưởng và sẽ cho sơ tán toàn bộ dân Hoa Kỳ càng sớm càng tốt. Tuy nhiên đó chỉ là những tin đồn mà cánh báo chí thêu dệt lên làm náo loạn lòng dân. Mỹ đã đưa đến ngoài khơi tỉnh Miyagi một hạm đội gồm 7 tàu hải quân sân bay USS, một phi đội trực thăng, 200 chuyên gia hạt nhân, 10.000 bộ đồ bảo hộ, 30.000 liều kế cùng một lượng lớn các thiết bị khác, tất cả đều sẵn sàng để hỗ trợ cho Nhật Bản ứng phó trận thảm họa kép lần này. Cũng may trận động đất vừa rồi không ảnh hưởng gì đến thang cứu hỏa, vòi phun nước vẫn ổn, tổng số nước sử dụng đã đạt 150 tấn giúp mực nước trong lò tăng 3,7m. Tại trụ sở chung 4 đội dự án đã được thành lập, không chỉ khẩn cấp quốc gia mà cả METI và Bộ Ngoại giao, Cơ quan An toàn Cục Cảnh sát, Cục Quản lý Thảm họa và Hỏa hoạn cùng lực lượng phòng vệ. Một hệ thống phối hợp giữa 200 người có khả năng ứng phó bắt đầu hình thành và hoạt động một cách có tổ chức. Đến giờ phút này, giám sát ca tổ máy 1 mới được rời khỏi phòng điều khiển và đến thăm khám y tế. Bên đất liền cả nhà Kijihaza được gọi đến nhận di vật của chàng thợ máy xấu số. Người mẹ đến nơi lập tức lấy chăn đắp lên cỗ quan tài, chắc hẳn con lạnh lắm ở dưới nước lâu thế mà. Con đã vất vả rồi, giây phút đoàn tụ lại khiến người ta đau lòng đến thế. Hai nhân viên không may thiệt mạng trong lúc làm nhiệm vụ được chính phủ tổ chức đám tang rình rang. Những người còn lại tiếp tục làm việc với các bộ làm mát bị tạm ngưng. Họ ròng rã suốt một tháng trời không được nghỉ ngơi, cả tâm trí lẫn cơ thể đều đẩy lên giới hạn mới của sự kiệt sức. Thậm chí nước tiểu có máu cũng không còn là điều gây bất ngờ.
Nhìn lại năm 1950 khi Nhật vượt qua thất bại trong Thế chiến thứ hai, đạt được tăng trưởng kinh tế thần kỳ. Lúc đó đất nước dấy lên nhu cầu cho một lượng lớn năng lượng tiêu thụ. 1 gam nhiên liệu hạt nhân uranium 235 có thể tạo ra năng lượng tương đương 3 tấn than mạnh gấp 3 triệu lần. Thời bấy giờ người ta tin rằng năng lượng hạt nhân chính là tia sáng của hy vọng. Họ bắt đầu san bằng những ngọn đồi và xây dựng những con đập chìm dưới đại dương. Đào xới thiên nhiên tươi đẹp ở vùng Fukushima để xây dựng nhà máy điện hạt nhân, một nhà máy điện sinh ra năng lượng của tương lai. Nhà máy điện được xây dựng bởi chính tay họ, nhưng khi có sự cố họ lại không biết làm gì. 40 năm sau nhân viên của họ lại tháo dỡ chính nhà máy đó. Vào thời điểm xây dựng ai có thể ngờ một ngày chúng ta lại phải phá hủy ngọn hải đăng hy vọng này. Đất đá bị vỡ tung do vụ nổ hydro phát ra mức phóng xạ cao. Nhân viên phải đi rà soát và đánh dấu để mọi người né tránh. Chúng vô tình trở thành vật cản cho con người. Cả bây giờ một lượng lớn nhiên liệu hạt nhân bỏ không, khi chức năng làm mát của tòa lò phản ứng bị mất khiến nhiệt độ cao tỏa ra đồng thời làm tan chảy nhiên liệu. Và hòa trộn với sự nóng chảy của chính lò phản ứng tích tụ ở đáy lò được gọi là phế liệu hạt nhân. Khối lượng tổng hợp của chất phóng xạ ước tính lên đến hàng trăm tấn, tất nhiên không ai có thể tiếp cận nó. Dù có dùng đến robot nhưng độ phóng xạ đáng kinh ngạc khiến chúng ta không thể nào kiểm soát được. Mức liều phóng xạ là 70 sieverts, không phải 70 millisieverts. Quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima cũng chỉ đo được 1 sieverts bức xạ với khoảng cách 1,5 km. Do đó, nếu một người ở thùng lò sơ cấp 2 giờ họ đã phải chịu liều bức xạ cao gấp 70 lần. 8 năm sau phế liệu có thể được di rời, nhưng họ vẫn chưa biết phương pháp xử lý chúng như thế nào, cũng không biết phải mất bao lâu để tháo dỡ lò phản ứng. Cư dân đã bỏ nơi cư ngụ vì bị buộc rời khỏi quê nhà. 117.000 người tái định cư dẫn đến hàng chục nghìn ngôi nhà bị bỏ hoang, gia súc mất chủ tất cả đều tiêu vong. Động vật hoang dã bắt đầu sinh động hơn, thứ con người xâm chiếm giờ đã được trao trả cho động vật, khu vực ít xe cộ nên không khí cũng trong sạch hơn. Bầu trời đêm quang đãng ánh sáng của những vì sao đẹp hơn bao giờ hết, chính phủ lập chốt chặn cách nhà máy Fukushima 20 km để giữ an toàn cho người dân. Cuối cùng nhân loại dù giỏi đến đâu tự hào như thế nào vẫn phải bất lực trước thiên nhiên, cây cối gần đó bị nhiễm xạ phải đốn hạ chỉ còn lại khoảng 400 trên 1.000 cây anh đào. Sau biến cố Yoshida được phát hiện mắc bệnh ung thư giai đoạn 3, nhưng ông không nghĩ rằng nguyên nhân là do nhiễm phóng xạ, mà do ông đã quá lo lắng và hút thuốc lá nhiều. 2 năm sau vụ tai nạn giám đốc nhà máy hạt nhân Yoshida qua đời ở tuổi 58, loạt phim này dựa trên chứng ngôn của Yoshida. Báo cáo phân tích hạt nhân Fukushima và quyển sách Trên bờ vực câu chuyện bên trong Fukushima Daiichi, tính đến thời điểm hiện tại năm 2023 sự cố ở nhà máy đó vẫn chưa được giải quyết xong. 10 năm sau thảm họa kép động đất và sóng thần, người dân Nhật Bản vẫn ám ảnh với nhân tai từ sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của tỉnh Fukushima. Nội dung bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo.